Đọc thơ Quang Dũng, ta thấy ông là hiện thân của những vị danh tướng thời xưa, vừa đánh giặc vừa làm thơ. Bản chất thơ ông chứa nhiều vị cay đắng và chua xót của con người thời loạn. Điệu thơ ông rất lạ, đó là tiếng vọng của núi rừng từ biên cương nào đó dội đến ta trong một mùa khói lửa. Mời quý vị nghe bài Đôi Mắt Người Sơn Tây. Chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cùng người ra đi, cách biệt bao lần quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng. Chán em mang trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây phương, tôi nhớ xứ loài mây trắng. Em có bao giờ em nhớ thương? Từ đó thu về hoang bóng giặc điêu tàn, ôi lại lệ chưa chan. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua ngập Tài sân ngóng lúa vàng, sống đáy trầm nguồn quanh phù quốc, sáo diều khuya khoắt hồi bao giờ em